khóc một mình hỏi trong nhân gian ai làm nam đau. Nam khóc hai lần trong một ngày. Nam nhớ ra rằng quần áo đang phơi vẫn còn chưa khô. Nam tính đứng dậy nhưng lại ngồi, và Nam lại ngồi khóc. Ngồi khóc, ngồi khóc cho quên đi cuộc đời.